đó. Dạ. Dạ. Tôi nghe gió ru cây chim kêu về nhà, hôn nhịp má khắp khoai chìm như trong đêm dài. Xin được giới thiệu tất cả mọi người bé Bùi Quốc Huy. Chào mọi người với con. Chào cái coi. Con chào chú Huy Anh. Chú chào con. Chú chào con. Dạ. Con chào chú. Đứng đây chú nói chuyện xíu coi. Con có run không? Không. Chứ con hát là con hay kéo quần. Ở đây đây nè, đây nè. Nói chung là người ta còn e thẹn lắm anh ơi, người ta chỉ, người ta chỉ mới có 6 tuổi thôi mà nặng 30kg rồi. Ủa, vậy đó, đến hả? Từ Bình Dương à. Thì bây giờ em đố nè, em đố người dạy mã với lại đội của Lê Lộc là mọi người có biết được rằng là ai là người thầy dạy hát đầu tiên của bé Huy không? Em đoán là ba mẹ. Em nghĩ là bé thích hát bolero, có nghĩa là bé rất là thích một ca sĩ bolero, bé thần tượng nên là bé theo đuổi, bé biết. Ngọc Sơn dạy con đúng không con? Chú Ngọc Sơn dạy con hả? Có thấy chưa, dạ thấy chưa. Bây giờ chú hỏi con nhé, tại sao con thích hát bolero và ai là người thầy đầu tiên dạy con hát bolero? Ai con? Rùng quá rồi. Chú Ngọc Sơn đúng không? Chú Ngọc Sơn là con nghe chú Ngọc Sơn hát trên TV rồi con thấy con bắt chước theo đúng không? Dạ. Rồi con bắt chước karaoke theo đúng không? Dạ. Đó, thực ra đây là khi mà lần đầu tiên bé hát á, thực ra là do cái máy karaoke. Coi như là ở nhà mọi người hát karaoke, cái đâm ra là bé bị ghiền, bé hát theo. Dạ, thôi vô đây. Đó, thôi vô đây đi con. Vô đây. Thôi, hồi đó luôn đi. Chọn chỗ ngồi cũng hay luôn á. Mà lên đâu có nổi đâu. Lên không có nổi. Không phải ngồi cái ghế này dễ đâu con. Đây nè, ngồi ghế này dễ hơn nè. Thôi rung quá, rung quá. Lên. Trời ơi. Hả, ngồi vậy luôn đi. Dễ khoan, bây giờ để thêm phần tự tin thì thôi xin được mời ba của bé cũng sẽ lên đây để giao lưu trò chuyện cùng với chúng ta. Để cho bé tiếp thêm phần tự tin cho bé. Đúng rồi. Xin mời anh ở đây ạ. Có ba lên cười liền phải không? Thấy chưa, có ba nó cười tươi ghê. Ê, giống như được chích thuốc vậy đó. Ôi, dễ thương quá. Dễ thương lắm. Rồi. Dễ thương lắm không? Dễ thương lắm. Dễ thương lắm. Con biết chú không? Dạ. Chú Huyền Linh. Huyền Linh. Ừ. Con năm nay mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi. Con tên gì? Con tên là Bùi Quốc Huy. Bùi Quốc Huy. Con của ai? Con của cha Hiệp. Cha Hiệp đâu? Ba mẹ con làm công việc gì? Ba mẹ con làm công nhân. Công nhân. Con làm gì? Con không có đi làm, con bữa nay con đi học. Rồi đó, các bạn nhỏ hỏi đi, nghe cái giọng hát hay quá, phong cách biểu diễn tự tin lắm ha. Quốc Huy ơi, dạ, em biết hát bolero hồi lúc mấy tuổi? Lúc hơn 2 tuổi. 2 tuổi? Tại sao con lại thích hát bolero? Con đam mê nhạc bolero lắm. Con đam mê nhạc bolero lắm. Nhưng mà ai là người truyền cho cái đam mê đó? Con tự xem tivi karaoke. Con thích ca sĩ nào nhất? Con thích ca sĩ Ngọc Sơn. Anh ơi, anh Hiệp, bộ nhà mình nghe Ngọc Sơn dữ lắm hả anh? Dạ, cũng có nghe Ngọc Sơn nhiều lắm, yêu mến ca sĩ Ngọc Sơn dữ lắm. Dạ, có như là bé cũng ảnh hưởng đến cái niềm đam mê đó từ gia đình luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà rồi khi mà bé hát lần đầu tiên là như thế nào? Như lần đầu tiên thì cũng hay như mọi thường á, nhà là làm công nhân á. Yeah. Rồi cũng hay hát nhạc, hát karaoke cuối tuần á.
Dạ. Xong rồi lúc hát cái đầu anh này anh lại anh bảo là chơi cho con hát đi. Thì ra giật piano lại rồi lúc đó là cầm piano lên hát luôn. Oh. Hát trọn một bài luôn, lúc đó cũng ngỡ ngàng luôn, không biết nó biết hát từ lúc nào. Lúc đó 2 tuổi thôi. Lúc đó nó được 2 tuổi. À, anh ơi, anh có nhớ cái bài hát đầu tiên của bé hát là bài gì không? À, bài đầu tiên của cháu hát là cái bài Chuyện ba mùa mưa. Wow. Con hát không con? Con nhớ bài Chuyện ba mùa mưa không? Đâu con hát thử chú Linh nghe coi nào. Con hát thử cho bác với mọi người nghe thử coi. Đúng rồi, hát thử coi. Đời từ muôn thuở tính vui có vui bao giờ. Nhìn dòng tôi kể cánh đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tìm lòng trao hết cho người tròn thương tròn nhớ. Không nhận hay thiệt các con ơi. Bé có học chữ không hay là bé học bài hát trước khi học chữ? Dạ nó học bài hát trước khi học chữ. Mới có 2 tuổi là hát được rồi đó anh. Không biết chữ sao biết bài hát? Nó chỉ nghe karaoke, cái màn hình nó chạy chữ trên đó, rồi nó nghe, rồi lúc từ đó là nó biết chữ. Nhưng luôn. Nó hát có đúng cái chữ vô màn hình không? Dạ đúng rồi. Đúng luôn hả? Lạ tao nó không biết chữ. Mà nó hát đúng chữ trong màn hình luôn. À. Mà nhà mình nhiều người hát karaoke bolero không anh? Dạ chỉ có em với chú Út nó thôi, ít có ai hát. Có 2 người hát thôi hả? Dạ. Cha con nè, với chú Út nè, với con nè, ai hát hay hơn? Cha. Cha. Biết trả lời ghê ha. Người ta nói là cái gì hơn có nóc đó. Cái gì có nóc đó. Trời anh ơi, anh có dạy bé hát không? Dạy sao được? Dạ không, nó dạy. Nó ngược lại mà sao dạy? Ý là bé có bao giờ đi biểu diễn cho coi như giống như là ở trong nhà mình có tiệc tùng thì bác có bao giờ bé hát cho cả nhà nghe không ạ? Có, thường thì ở nhà hay đám cưới là liên quan sinh nhật gì đó rồi mấy người thân quen vòng vòng đó. Thế có bé kỷ niệm nào đáng nhớ về cái chuyện bé hát cho tất cả mọi người nghe không? À, có một lần thì nhớ một lần đầu là nó lên sân khấu nó hát đó nha. Là nó kêu chú nhà công là chú đánh cho con cái bài Chuyện bao mùa mưa. Thì chú nhà công nghĩ rằng là chú bé nhỏ xíu đâu có nghĩ rằng nó hát được đâu. Chú cứ đánh nhạc nền xong mình không biết. Rồi bé nó không sai tông nó vô không được. Cái nó bỏ nguyên một lời nhạc đầu, cái lời nhạc sau. Rồi nó lấy nguyên cái lời sau đó nó hát đúng tông luôn. Đúng rất, nó hát rất là hay. Cái nó hát xong mọi người vỗ tay quá trời. Cái lúc đó anh này anh giận quá. Anh mới lại chú gần chú nhà công, anh cầm mic mà cái tay anh rung vậy nè. Anh mới nói chú ơi chú biết đàn không? Trời ơi. À, chú đàn sai rồi chú biết đàn không? Lúc đó chú nhà công trơ mắt nhìn nó cũng chẳng biết gì làm gì nữa. Nhưng mà em nhận thấy bé này có bé hay nha, không chỉ là hát hay thôi mà cái bài sân khấu rất là tốt luôn. Khi mình nói hát là bài Chuyện ba mùa mưa mà chỉ cần là đánh sai nhạc cái là đổi bài liền. Tuyệt vời không? Tức là cái cảm âm của bé đó. Quan trọng là cảm âm anh. Rất là tốt cái độ rung nữa. Rung nó ngọt nghe mình sướng luôn á. B336 là nếu như cái trường hợp của tụi em mà gặp giống y chang bé Huy, tụi em sẽ xử lý như thế nào? Người ta quýnh sai bài là tông luôn thì em sẽ làm cái gì? Chắc là bọn em toàn dùng nhạc beat là chưa trải qua cái tình huống này lần nào. Nhưng mà có lẽ là nếu mà trải qua ấy, thì sẽ hơi lúng túng một chút. Tại vì bọn em hoạt động theo nhóm ấy. Nên là không có cái sự thống nhất với nhau nếu mà gặp tình huống này. Còn ở bên đây, dạ. Nếu như gặp hoàn cảnh đó thì tụi em sao? Thì đã có lần mà ở bên Nhật thì tụi em cũng đã bị sai nhạc beat. Và cái tông đó nó khá là cao so với cái tông gốc của tụi em. Thì là tụi em không có dừng lại, kiểu như là kêu bật lại mà tụi em cũng hát luôn. Nhà mình có cho bé đi học nhạc không anh? Mà sao bé có thể cảm thụ được? Tại vì hát karaoke rất là khác. Sao mà đi học đánh nhạc đàn được? Mà 2 tuổi sao đi học nhạc được? Dạ chưa có học nhạc. Thấy không chưa? Trời, nhưng mà vậy là cảm thụ âm nhạc quá tốt luôn á. Tại vì karaoke khác biệt hoàn toàn. Chú Linh có ý kiến này nè. Nhóm B336, tụi con thử hát chung với bé một bài nào đó đi. Con mặt căng thẳng. Em biết bài gì? Em nói đi. Duyên phận. Ừ. Em biết duyên phận. Duyên phận. Duyên phận. Duyên phận. Duyên phận. Vậy em phải hát duyên phận đúng không? Chị hát cho hai chị hát mấy câu đầu xong mấy câu sau em hát nha. Tại tụi chị không có thuộc lại.
Trời ơi, dạ. Nào bà cũng không thua. Đúng rồi đó, ưu tiên luôn cho chị luôn. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về từ nơi ai mà thấy như sông rồng đường dài. Cánh nhà neo đơn bầy em chưa ấn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Trời ơi, cái mỏ nó ghét gì đâu. Thôi được rồi, biết tài năng. Nãy giờ tụi con nghe nhạc nhiều nè, con thấy cái giọng của bé như thế nào? Có ai đánh giá được không? Nó có một cái rung tự nhiên ấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Rung rất là kiểu đúng là đúng là cái chất của cái bolero rất là ngây thơ. Nghe nó mùi đúng không? Nghe nó mùi dữ lắm luôn á. Mùi luôn á. Thế rồi khi mà bây giờ là bé đi diễn rồi đó anh, thì là coi như là bé có chuẩn bị đồ diễn gì không mà? Tại vì em nghĩ là với cái dáng dấp mà mỹ miều của bé như thế này á. Nè, có mấy bộ đồ diễn? Có bao nhiêu bộ đồ rồi? Con có 3 bộ đồ ạ. 3 bộ? Có 3 bộ thôi hả? Sao tự nhiên có 3 bộ đồ vậy? Đi diễn quá trời luôn hả? Ít vậy. Tại vì á cũng gặp nhiều khó khăn lắm rồi, cho nên là cũng ít có mua đồ cho bé. Nên là mỗi lần đi diễn thì bé ông nhỏ này thì ông có tính rất là nghệ sĩ. Dạ. Nên là mỗi lần hát á, thì chỉ bằng được một bộ đồ duy nhất mà đi hay lên sân khấu hát thôi. Giống như hôm nay bằng cái bộ đồ này á, lên sân khấu á, thì ngày mai nó là không bằng bộ đồ này lên sân khấu nữa. Trời ơi. Nếu mà bằng bộ đồ này mà đi chơi ở ngoài đi đâu thì đi, chứ mà lên sân khấu nữa hát nữa thì không bằng. Rồi đây là đồ diễn á anh. Dạ. Đây nè, sau lưng nè. À đúng rồi, đó có đồ diễn nè. Đây. Ôi đẹp quá à. Đẹp quá. Ôi em đẹp luôn. Ra nè Quy Quy. Dạ. Sau này á chú Linh muốn tuyển con vô đội B36 cùng các anh chị đây, con đồng ý không? Đồng ý. Mấy anh chị được không? Có nhận học trò không? Chị nhìn thấy cái thân thể mỹ miều của em thì chắc em ăn dữ lắm đúng không? Vậy em thích ăn gì? Con thích ăn bánh kem. Bánh kem, bánh kem hả? Bây giờ con thích mặc đồ vest hát không? Có thích hả? Con thích ăn bánh kem nè, thích mặc đồ vest đúng không? Bây giờ nếu như mà con hát tặng chú Linh với mọi người một bài nào rủa của con hay, thiệt là hay á, rồi chú Linh sẽ tặng con bộ đồ vest nè, tặng cho con cái bánh kem khổng lồ luôn nè. Được không? Được. Giờ nó nghe nè, ví dụ giờ cho chọn một đi, bánh kem với bộ đồ vest chọn cái nào? Bánh kem. Bánh kem. Rất là quyết đoán, rất là quyết đoán đam mê của mình đâu mà không thay đổi. Không thay đổi. Rồi thôi bây giờ ra hát đi, em mà hát được một bài nào mà hay thì hay. Đúng rồi. Thiệt đã là một cái bánh kem cho em. Trời ơi. Tình cha ấm áp như vòng tay dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hỏi tuổi thơ bên
cách sao cho được. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu. Rồi, bánh này thuộc về của con. Thì bánh này thuộc của con. Được không con? Được không con? Được.